Chào mừng các bạn đã quay trở lại với loạt bài hướng dẫn sử dụng thư viện VDOS kết hợp với lại React.js. Ở bài trước thì chúng ta đã có thể subscribe những cái sự thay đổi của cái store, và chúng ta cũng đã biết cách sử dụng cái VDOS Developer Tool, đúng không ạ? Ở bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta chia tách nhỏ cái Reducer của chúng ta ra. Tại sao mà chúng ta cần phải chia tách nhỏ những cái Reducer này ra? Tại vì ở trong một cái ứng dụng lớn thì nó sẽ có nhiều cái state, đúng không ạ? Và nếu mà tất cả những cái state mà chúng ta đều viết, và nếu mà tất cả những cái action mà chúng ta đều viết ở trong một cái function duy nhất thì nó sẽ rất là dài, đúng không ạ? Vậy cho nên là thư viện Redux nó cung cấp cho chúng ta một cách là với mỗi state thì có thể các bạn sẽ viết tách nó ra. Mỗi cái step chúng ta sẽ viết một cái function cho nó, và sau đó thì chúng ta sẽ combine nó lại thành một cái function lớn. Ok, thì bây giờ làm như nào? Thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng làm ha. Đầu tiên thì mình sẽ comment cái câu lệnh này lại. Rồi, mình lưu lại, đúng không ạ? Ở đây các bạn thấy là chúng ta có hai cái thuộc tính là mảng và ESLint, đúng không ạ? Mình comment cái này lại luôn. Thì bây giờ với mỗi cái step mình sẽ tạo ra một cái function cho nó, đúng không ạ? Ok, ở dưới này thì mình sẽ khai báo hai cái reducer, và mình đặt tên là mảng reducer, tức là cái reducer cho cái mảng, đúng không ạ? 2.suga, đúng không ạ? Và đây thì nó cũng có những cái thuộc tính là state, nó cũng có cái default giống như là cái reducer mà lúc nãy chúng ta khai báo. Thì đây cái mảng default của nó, ví dụ Android, iOS và Node.js. Rồi, ngưng lại. Tiếp theo, ở trong này thì chúng ta sẽ phải handle những cái action của cái thằng reducer. Thì đây, mình sẽ copy ở trên này xuống, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có hai cái action, và chúng ta sẽ copy câu lệnh switch key ở đây. Và đương nhiên chúng ta phải sửa nó một chút, đúng không ạ? Dán vào. Rồi, chỗ này thì mình bỏ những cái comment đi. Rồi, ok, ngưng lại, đúng không ạ? Rồi, mình xóa đây đi. Chỗ này thì mình cho nó dịch code ra, shift tab, ngưng lại. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ không có cái case toggle, đúng không ạ? Và mình xóa đi. Rồi, mình xóa đi nè. Thì với cái s item thì đây chúng ta sẽ lấy cái gì thôi, lấy cái này thôi, đúng không ạ? Tại vì ở đây là cái mảng của chúng ta chính là cái state rồi, cho nên mình xóa cả cái mảng đi ạ. State của chúng ta chính là cái mảng, đúng không ạ? State của chúng ta chính là cái mảng. Và tương tự với remove thì đây chúng ta sẽ gọi là cái gì nhỉ, state.filter, thế thôi, đúng không ạ? Tại vì sao? Cái state của chúng ta chính là cái mảng, và nó sẽ có thuộc tính là filter. Còn default thì chúng ta sẽ là return state, đúng không ạ? Tiếp theo thì mình sẽ khai báo cái reducer cho cái ESLint, và mình sẽ đặt tên nó là ESLint reducer bằng, đúng không ạ? Sura. Nó là cái function. Rồi, chúng ta có cái state của nó thì khi mà khởi tạo nó sẽ bằng for, đúng không ạ? Và tiếp theo thì ở đây có cái thuộc tính là action. Chúng ta sẽ copy cái switch key cho nó, đúng không ạ? Switch key, rồi mình dán vào đây. Đó, và mình bỏ mấy cái comment này đi. Shift tab để nó gióng hàng. Rồi, thì nó sẽ không có hai cái add và remove đâu, đúng không ạ? Tại vì đây là chỉ là cái ESLint thôi. Với cái toggle ESLint thì chúng ta sẽ trả về cái gì? Thì ở đây chúng ta chỉ về trả về là state.ESLint. Tại sao vậy? State, đúng không ạ? Tại vì cái state của chúng ta lúc này nó là true for rồi, thì chúng ta chỉ đảo ngược nó đi thôi. Và default tức là với những cái action khác thì chúng ta sẽ return là state thôi, đúng không ạ? Rồi, mình ngưng lại và chúng ta xem webpack nó có báo lỗi gì không. Rồi, các bạn thấy nó đóng gói thành công hết. Rồi, tiếp theo thì các bạn thấy là chúng ta đã khai báo hai cái reducer. Đương nhiên là chưa có biến reducer này, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ phải gọi một câu lệnh để chúng ta kết nối hai cái reducer này thành một cái reducer của cả cái store. Thì đây chúng ta sẽ gọi thôi. Và mình khai báo biến tên là reducer, đúng không ạ? Để cho nó trùng với lại cái reducer ở dưới. Sau đó thì mình sẽ gọi nó bằng redux.combine, đúng không ạ? Combine reducer. Nhớ là ở đây có S nha các bạn. Tại vì combine là combine số nhiều các cái reducer, cho nên nó phải có S. Rồi, và chúng ta mở ngoặc nhọn ra, tức là ở trong này nó sẽ truyền vào một cái đối tượng, đúng không ạ? Ok,
cái đối tượng này nó sẽ nói là thuộc tính nào sẽ được điều khiển bằng cái reducer nào. Thì ví dụ mình có thuộc tính mảng đó, và mình bảo là cái thuộc tính mảng này nó sẽ được điều khiển bởi cái mảng reducer, thì chúng ta sẽ viết như vậy, mảng reducer phải. Và thuộc tính ESD thì mình sẽ được điều khiển bằng cái reducer là ESD reducer. Rồi sau đó thì mình ngưng lại. Ok, như vậy là chúng ta đã có được cái reducer của chúng ta và chúng ta có được cái store. Thì bây giờ mình sẽ xem webpack. À được, như vậy webpack nào đó nó được đúng không ạ? Chúng ta xem lại một chút. Mình sẽ thu nhỏ cái đoạn này lại. Rồi, ok. À và chỗ này các bạn thấy cái mảng reducer này, chúng ta mới cung cấp cho nó một cái tham số là state thôi, đúng không ạ? Và ở đây thì chúng ta phải cung cấp cho nó cái tham số action nữa. Ok, mình lưu lại. Rồi, bây giờ chúng ta có thể chạy thử refresh. Rồi, các bạn thấy là không có lỗi gì ở console log và chúng ta xem ở dưới đúng không ạ? Rồi, các bạn thấy là cái state của chúng ta nó vẫn được in đúng như vậy đúng không ạ? Và chúng ta xem là chúng ta mở cái Redux tool ra. Ok, kéo lên. Và chúng ta sẽ thử bỏ đi một skip một số cái action xem. Rồi ha, mình skip cái add item và lập tức là Unity nó bị bỏ đi đúng không ạ? Nếu mình skip cái toggle ESDing thì chỗ này nó sẽ bằng false đúng không ạ? Rồi ok, như vậy là được. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để chúng ta chia tách những cái reducer thành những cái function riêng. Mình xin kết thúc video này tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.